Chào mừng các bác đã đến với video clip giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác về ba mẫu đẩy đến từ thương hiệu CAVS. Đây là ba mẫu model mới ra mắt của hãng và trong số đó thì có hai mẫu đẩy hai kênh và một mẫu đẩy bốn kênh. Và cụ thể đó là mẫu model nào và thông số cụ thể của nó ra sao thì ngay sau đây em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về chiếc đẩy ở phía ngoài cùng bên tay trái trước. Các bác nhìn thấy đây là chiếc đẩy CAVS có model là DF2600. Đây là mẫu đẩy hai kênh. Về cách thiết kế tổng thể ở mặt trước thì các bác nhìn thấy điều đầu tiên là nó sử dụng hai cái tay sách. Mỗi một bên sử dụng một cái đai như này giúp chúng ta có thể cầm di chuyển rất là thuận tiện. Và đây là một cái nút power, nút nguồn. Các bác nhìn thấy cái nút nguồn của nó được thiết kế nhìn rất là bắt mắt. Model của nó đây. Đấy, DF2600. Đây là volume. Chỉnh âm lượng to nhỏ cho từng vế. Đấy, các bác thấy min và max này. Ở à, mặt trước này các bác thấy nó được bố trí những cái ô thoáng như thế này. Đấy, để khi quạt gió nó hoạt động thì nó sẽ làm thoáng mát các linh kiện điện tử của nó ở phía bên trong. Và các bác thấy thì ốc của nó thì em cũng đã tháo sẵn ra rồi. Lát nữa thì em sẽ mở cái nắp này ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong. Đó là mẫu đẩy DF2600. Đối với dòng đẩy này thì nó có công suất thổi ra là 600W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm trên một kênh. Còn đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm thì nó thổi ra là 900W trên một kênh. Và tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là dòng à model cao hơn so với dòng à DF2600 đó là dòng DF2800. Về cái thiết kế ở mặt trước thì các bác thấy nó được thiết kế giống nhau. Đấy nó khác nhau gọi là cái model. Và đương nhiên về nội thất của nó ở phía bên trong thì sẽ có độ khác nhau rồi. Đây là model cao cấp hơn đấy so với dòng bên này. Đấy. Và đối với dòng này thì cái công suất của nó thổi ra thì các bác thấy thì nó thổi ra là 800W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm và đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm thì nó thổi ra là 1200W. Như vậy thì các bác thấy về công suất của dòng à 2800 lớn hơn so với dòng 2600, tùy theo các bác có thể lựa chọn kết hợp với những dòng loa nào mà các bác sử dụng công suất nó phù hợp để các bác có thể lựa chọn những chiếc đẩy sao cho nó phù hợp cũng như là cái điều kiện kinh tế để các bác có thể cân đối và tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc đẩy thì các bác nhìn thấy nó rất giống với những chiếc van về cách thiết kế của dòng đẩy bốn kênh này thì các bác thấy nó được thiết kế rất là mỏng rất là nhẹ đấy các bác thấy đây đây là kênh a và kênh b dành cho vế bên trái này đấy, đây là kênh c và kênh d đấy đây là mẫu đẩy 4 kênh các bác nhé. Ở mặt trước thì nó được bố trí một cái màn hình như thế này. Khi chúng ta cắm điện nguồn vào, chúng ta bật lên thì các bác thấy thì nó sẽ hiển thị rõ ở trên cái màn hình này. Và đối với dòng này thì các bác thấy ở mặt trước này nó hiển thị cái chế độ đánh Shite rồi là đánh Bright rất là cụ thể đây. Và đằng sau của nó thì các bác thấy nó không còn thiết kế những cái nút ấn rồi là những cái nút gạt như những dòng đẩy khác nữa. Và nó thích hợp ở mặt trước này rồi. Nó cho chúng ta có thể ấn các nút như thế này. Và khi chúng ta ấn thì nó sẽ hiển thị trên màn hình rất là cụ thể. Và đối với chiếc đẩy này thì các bác thấy nó có công suất rất là lớn. Mỏng manh như thế này thôi. Và nó lại có công suất rất lớn các bác nhé. Nó có công suất thổi ra là 1.400W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ôm. Còn đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ôm thì nó thổi ra là 2.200W. Như vậy thì các bác thấy đây là một chiếc đẩy có công suất thổi ra rất là lớn. Và các bác lưu ý đây là chiếc đẩy sử dụng à, nguồn sung. Đấy. Cho nên thì các bác thấy nó được thiết kế rất là mỏng, nhẹ và gọn. Đấy. Bác nào yêu thích những mẫu đẩy mà nhỏ gọn như thế này thì các bác có thể lựa chọn. Và đặc biệt nó có công suất thổi ra rất là lớn. Các bác có thể kết hợp đánh với rất nhiều các dòng loa trên thị trường hiện nay. Những dòng loa sử dụng bát 25, 30, 40, 50 nó đánh rất là đơn giản. Kể cả những dòng loa bát kép, đấy, loa cây đánh một cách đơn giản. Vì các bác thấy việc công suất của nó thổi ra rất là lớn Lên tới là 1.400W Đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm Như vậy thì các bác thấy rất là khủng khiếp Đấy Đặc biệt là được thiết kế rất là gọn gàng Đấy các bác nhìn từ xa thì các bác có thể lầm tưởng ra là Một chiếc vang Tuy nhiên thì không phải đâu Đây là chiếc đẩy 4 kênh Đến từ thương hiệu CAVS Đó là dòng model Các bác thấy rất rõ DX1400 bên này là nút nguồn này đấy và sau đây thì em sẽ nhấc bỏ nắp của nó ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong cũng như là ở phía sau ốc của nó thì em cũng đã tháo sẵn rồi Đối với những sản phẩm như này thì các bác cũng không phải lăn tan rồi Vì đây là hàng mới tinh 100% rồi Nguyên thùng các bác thấy ở phía dưới là thùng của nó nhé Đấy Các bác thấy đây là về nội thất của chiếc đẩy DF2600. Đối với dòng này thì các bác thấy thì nó sử dụng uh, nguồn xuế này, đấy. Trên thì các bác thấy CAVS và dòng này thì các bác thấy nó sử dụng tụ lọc. Sò của nó thì các bác thấy nó được bố trí ở đây, đấy, bên này. Và các bác thấy về cái mạch của nó thì các bác thấy được thiết kế màu như này, rất là bắt mắt. Những dòng uh, sản phẩm mới ấy. Như thế này thì các bác thấy đây là những mẫu model mới ra mắt của hãng CAVS cho nên thì các bác thấy được thiết kế nhìn rất là bắt mắt về kiểu dáng cũng như là về nội thất của nó ở phía bên trong. Các bác thấy được thiết kế từ những cái con ốc vạn như thế này đều được bố trí mạ vàng rất là chỉnh chu. Những con tụ nhìn rất là đẹp. Đấy. Và những cái dây dẫn của nó thì các bác thấy đây được bò rất là gọn gàng. Và phên mạch các bác thấy rất là đẹp. Đấy. Đối với những dòng này thì các bác thấy nó được bố trí sò cũng như là hệ thống thanh tản nhiệt được bọc ở phía bên trong. Các bác thấy đây. Và ở phía dưới nó được gắn keo như thế này. Sò của nó thì các bác thấy đây này. Đấy. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng cái nguồn xuyến thì to hơn so với con 2600 này. Các bác nhìn thấy đây rất là cụ thể này. Đấy. Và tụ lọc thì các bác thấy nó được bố trí tụ cao hơn. Đều sử dụng 4 tụ Tuy nhiên thì bốn tụ bên này thấp hơn. Và đương nhiên thì đối với dòng model cao hơn như thế này thì các bác thấy thì nó sẽ có cái mức giá thì sẽ cao hơn so với dòng à 2600 do. Và phía bên này thì các bác thấy đây là toàn bộ nội thất của chiếc đẩy 4 kênh CAVS DX 1400. Đây là mẫu đẩy sử dụng nguồn sung, các bác thấy nó được thiết kế rất là gọn gàng. Đấy, các bác thấy tụ lọc các thứ đây. rất là nhiều các linh kiện ở phía bên trong. đối với ý, các thiết bị đẩy sử dụng nguồn sung thì các bác thấy bao giờ nó được thiết kế sẽ nhỏ hơn, gọn hơn. đấy. các bác đã sử dụng đẩy nguồn sung thì các bác cũng đã biết rồi. ở phía sau thì các bác nhìn thấy đây là quạt làm mát này, cũng như là cái rắc nêu trích đưa ra loa này, rồi là xác nhận tín hiệu đi vào. Toàn bộ ở phía sau thì các bác thấy thì nó đều là những cái rắc nhận tín hiệu đi vào và đưa tín hiệu đi ra. Đấy. Nhận tín hiệu từ vang hay là nâng tiếng xuống này. Đấy, CSA, CSB, rồi là uh, CHC, CHD. Rồi là đây là rắc uh, New đưa tín hiệu ra loa. Đấy, các bác thấy rất là cụ thể. Còn tất cả các chế độ System Prime ấy, thì các bác thấy ở đằng trước thì nó cũng đã cho chúng ta những cái nút ở đằng trước rồi. Chúng ta muốn đánh ở chế độ nào thì chúng ta có thể ấn ở mặt trước rất là thuận tiện Các bác chỉ việc cắm dây rắc ở phía đằng sau như thế này là các bác sử dụng thôi Các bác không cần phải là uh, bật các chế độ nào ở phía đằng sau nữa Vì nó thích hợp tất cả ở đằng trước Ở đằng sau thì các bác thấy nó chỉ thích hợp cho chúng ta cắm đường tín hiệu đi vào Cũng như là đưa đường tín hiệu đi ra Đó là tổng thể về chiếc đẩy CAVS DX1400 còn đây là ở phía sau của dòng đẩy 2800 các bác thấy rất là cụ thể. Sử dụng lên tới là hai cái quạt gió được bố trí thổi cho phần uh, sò cũng như là phần uh, hệ thống thanh tản nhiệt như thế này. Các bác thấy việc thiết kế hai cái quạt như này thì đương nhiên nó sẽ làm rất là mát về cái hệ thống thanh tản nhiệt ở phía bên trong để làm cho cái uh, mức uh, nhiệt độ của nó không bị nóng. Và đây là cầu uh, đưa tín hiệu uh, đưa ra loa Ngoài việc đưa tín hiệu ra bằng đường dây vặn như thế này Đấy, Cọc vặn như này thì các bác thấy Nó cũng trang bị cho chúng ta đưa tín hiệu ra bằng Jack niêu trích Các bác thấy output này Đấy. Đối với dòng này thì nó sử dụng dây nguồn rời ba chân Và bên này là cầu đưa tín hiệu đi vào Đấy. Bằng đường ba chân rác đực và rác cái như thế này Các bác thấy đây là chế độ đánh xít te Đấy. Rồi là đánh và ra Đối với dòng 2600 này thì các bác thấy tương tự nó giống với dòng 2 à 2800 thôi. Như vậy thì các bác thấy ở video clip này thì Ama cũng đã giới thiệu và quay tổng thể về hình thức bề ngoài cũng như là về nội thất của ba chiếc đẩy đến từ thương hiệu CAVS trong số đó thì hai chiếc đẩy hai kênh. Đó là dòng DF 2600 và DF 2800 và một chiếc đẩy bốn kênh. Đó là dòng model DX 1400. Và sau đây thì em sẽ báo giá cụ thể cho ba mẫu đẩy này. Đối với dòng A đẩy hai kênh DF2600 thì có mức giá là 7 triệu đồng. Còn đối với dòng DF2800 thì có mức giá là 8 triệu đồng. Còn đối với dòng DX1400 thì có mức giá là 14 triệu đồng. Đây là những mẫu sản phẩm mới ra mắt của hãng CAVS cho nên thì các bác thấy với mức giá của nó rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình những chiếc đẩy chất lượng như thế này. Các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng loa nằm rồi là những dòng loa full các bác kết hợp rất là ok. Và cuối cùng thì các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây. Và hiện nay thì các bác có thời gian các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em để à, lựa chọn các sản phẩm mà mình yêu thích. Và hiện nay những dòng à, sản phẩm đến từ thương hiệu CAVS thì bên cửa hàng của chúng em còn rất là nhiều mẫu, những dòng đẩy 2 kênh, những dòng đẩy 4 kênh rồi là những chiếc vang của hãng xe avs thì bên cửa hàng của chúng em còn rất là nhiều các bác nào có nhu cầu thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo